trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới thì cái vấn đề mà gọi là tuyển chọn trang phục dân tộc đấy là một cái phần thi mà khá là quan trọng. Nếu mà nó rộng như vậy á, không biết là hình dung nó ở dưới nó có bị to quá không? Tại vì khi em làm một bộ trang phục á, cái quan trọng nhất á, là em phải xác định đâu là cái điểm nhấn của bộ trang phục. Bộ nào cũng có thể cho hen có thể tham gia đấu trường quốc tế và mỗi bộ đều có những câu chuyện rất đặc biệt của đất nước Việt Nam. Cái khung này mình có thể thay cái gì đó nó nhẹ hơn được không? Tại vì nó đang nằm ở ngay cái chỗ xương chậu á. Em chỉ sợ là nó nặng quá, nó sẽ làm trùng cái cơ mặt của em á. Không có tự nhiên á. Sẽ là một cái áp lực cho hen nếu mà hen chọn bộ trang phục.